Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Trang Đọc truyện Ngôn Tình được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Tranh Thiên Hạ của tác giả Khuynh Linh Nguyệt, truyện thuộc thể loại Nam Nữ Cường, Quân Sự, Cung Đấu Cổ Đại. Chuyện có độ dài 55 chương, dẫn nguồn trên trang Lysius WordPress. Các bạn đừng quên bình luận cảm xúc khi nghe chuyện, like, share video và đăng ký kênh để theo dõi chuyện mới mỗi ngày nhé donate cho Chan qua các hình thức Chan đã ghi ở mục miêu tả video. Chan cảm ơn và cho các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 34 Trung bước Huynh muốn khi nào thì xuất binh? Trên đài võ di tại Hoàng Đô, Ngọc Vô Duyên thản nhiên hỏi Hoàng Triều. Hoàng Quốc lúc này tràn ngập ánh mặt trời, khác xa với Hắc Phong Quốc đang chìm trong những ngày mưa gió. Đại quân Kim Y Kỵ của Hoa Vương mấy ngày nữa sẽ tới, Hai quân hội hợp xong thì lập tức xuất binh. Hoàng Triều nhìn y giáp trói mắt dưới đài võ di, nhìn khí thế dâng trào của đại quân tranh thiên kỵ, vô cùng xúc động nói. Đôi mắt vàng của hắn phát ra quang mang còn sáng rực hơn cả ánh mặt trời, trên khuôn mặt tuấn mỹ cao quý hiện lên khí phách kiêu ngạo. Nghe nói tam đại công tử lãnh binh quân hoa. Ngọc Vô Duyên nhìn về phía Hoàng Vũ đang đứng cứng đờ không dám vọng động, bởi vì có Hoàng Triều ở đây, Hắn vẫn luôn đứng ở vị trí cuối cùng trong tam tướng, tất nhiên là không phục. Ánh mắt đôi lúc lại mang theo lửa giận, nhìn chăm chằm và thu kiểu xương và tiêu tuyết không. Đôi môi mắt máy thì thào nói cái gì đó. Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi biểu lộ mọi cảm xúc. Ngọc vô duyên không khỏi mỉm cười. Bọn họ, ta đã có cách. Hắc phong quốc tương lai sẽ là một kình địch khó giải quyết. Hoàng Triều nghĩ đến hai người kia, đôi hàng mày không khỏi nhíu lại. Hắc phong quốc, Lan Tức và Tích Vân ngọc vô duyên thu hồi ánh mắt ngẩng đầu nhìn lên về phía chân trời ánh nắng trói lóa làm cho chàng phải nheo mắt trên chín tầng trời chỉ tồn tại một vầng thái dương song vương sao có thể cùng chung bước hoàng triều nghe vậy đột nhiên quay đầu nhìn chàng chỉ thấy chàng khẽ giơ tay che khuất đôi chọc mắt dường như không thể chịu được ánh nắng rực cháy kia bọn họ không đợi hắn nói xong ngọc vô duyên lại rời mắt về phía hoàng vũ tùy tiện mở miệng bảo dù là văn hay võ thì Hoàng Vũ đều rất xuất sắc. Huynh có được một người như vậy giúp sức thì thật là như hổ mọc thêm cánh. Tiểu tử này ở trước mặt mọi người cũng xem như anh tài. Nhưng vừa đến trước mặt ta thì... Hoàng Triều lắc đầu, không rõ vì sao đệ đệ vừa đến trước mặt mình liên biến thành một kẻ ngơ ngẩn ngốc nghếch. Hào quang của huynh trưởng khiến đệ ấy không theo kịp. Đệ ấy chân chính sùng bái huynh, ngưỡng mộ huynh, cũng rất phục tùng huynh. Ngọc Vô Duyên quay đầu nhìn hắn, ánh mắt trong suốt như gương phản chiếu vạn vật trên thế gian. Hoàng Triều đột nhiên hiểu ra ẩn ý đằng sau lời nói của chàng, quay lại nhìn đệ đệ của mình. Tên nhóc này khi thì giống một tên ngốc, khi thì lại quá thông minh, có điều chưa bao giờ làm trái lời hắn. Khẽ thở dài bảo, đáng tiếc, nàng, nàng à, làn tức khác với huynh, trên thế gian này chỉ có một mình nàng mới có khả năng đứng bên cạnh hắn. Thế nhưng, hai người cùng trói lóa như vậy thì ngọc vô duyên rời mắt nhìn về phía đài võ di cờ xí bay dập trời phấp phới trong không trung chàng nói thiên hạ hoàng triều huynh phải dùng hết sức để tranh đấu rồi thiên hạ này đỉnh núi thương mang ta nhất định sẽ chiến thắng hoàng triều ngửa đầu quả quyết thanh âm không lớn không nhỏ nhưng ẩn chứa sự tự tin và ngạo mạn của bậc đế vương nghe vậy ngọc vô duyên chỉ cười nhàn nhạt, nhạt mà ở phía sau bọn họ ba trượng có ba người đang đứng thẳng Đầu tiên là tiêu tuyết không, dùng nhàn như tuyết, mái tóc cũng như tuyết. Nếu không có đôi mắt thỉnh thoảng chớp động, người ta còn tưởng rằng đó là một phò tượng xinh đẹp. Thứ hai là chu kiểu xương, đang mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời quang đãng, sau đó lại nhìn thân ảnh màu tím độ trời đạp đất kia. Mi tâm hiện lên một tia hào hùng, bàn tay không tự chủ được nắm chặt những mũi tên đang đèo biển hông cuối cùng là hoàng vũ trông khá giống hoàng triều đôi mắt màu nâu nhạt sông bái nhìn hào quang như cầu vồng rực rỡ của huynh trường âm thầm kính phục vương huynh quả nhiên là người không hề tầm thường thế gian này có ai có dung mạo khí phách được như vương huynh có ai có khả năng tranh tài cao thấp với vương huynh hoàn toàn không có vương huynh là thiên hạ vô địch đừng nhìn nữa nước bọt chảy đầy đất rồi kìa bên tai hắn vang lên một thanh âm nhỏ nhỏ người có nhìn một nghìn năm Nước bọt có chảy một vạn năm cũng không bằng được một phần vạn của đại vương. Ngươi, bà cô thối nhà ngươi, 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 có phải bắt chước một vạn năm cũng không bằng một phần vạn tào nhã của phong vương. Hoàng vũ cũng ăn miếng trả miếng, tuy hắn không biết dáng vẻ phong vương ra sao. Nhưng mà, nếu có thể đả kích bà cô thối phách lối này thì cho dù có là vô diệm, hắn cũng muốn tầng bóc nàng lên tận mây xanh. Ngày 20 tháng 6, năm vạn phong vân kỵ Bạch Phong Quốc đến Hắc Phong Quốc. Ngày 22 tháng 6, trời trong xanh, cờ sĩ tung bay phấp phới trên đài Vũ Lâm tại Phong Đô. Binh sĩ đứng hàng dài san sát nhau trên những bậc thềm, trường thương sáng loáng trói mắt. Tại quảng trường bên dưới đài, có vạn quân bảy trận chờ lệnh. Bên trái là mặc vũ kỵ giáp đen, bên phải là phong vân kỵ giáp trắng. Mặc dù có 5.000 người đang tập hợp tại một chỗ, nhưng trong không gian vẫn lặng ngắt như tờ. Bầu không khí thật uy nghiêm tĩnh lặng. Hôm nay, tức vương và phong vương sẽ điểm binh phong tướng, đồng thời cử hành nghi thức, thư ước trên đài. Vương hai nước đính hôn là sự kiện mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện tại Đông Triều, vì vậy bên ngoài quảng trường có rất nhiều người vây quanh để được tận mắt nhìn thấy phong thái của song vương, cũng là để chứng kiến nghi thức, đính hôn trăm năm khó gặp trong vương thất. Sau bà phát hiệu lệnh, lập tức có những triều thần mặc y phục màu tím, khoác áo bào màu đỏ, và các tướng sĩ vận khôi giáp bạc nhanh chóng bước về phía đài vũ lâm chúng quần thần căn cứ theo cấp bậc địa vị mà đứng ngay ngắn vào vị trí lặng lẽ đợi chờ song vương giá đáo xin hỏi thái âm đại nhân thế này là ý gì trên đài vũ lâm yên ắng bỗng vang lên một thanh âm bình tĩnh và nghiêm cẩn của ai đó mọi người theo tiếng nói nhìn lại thì thấy đại tướng quân tử uyên của phong vân kỵ bước ra khỏi hàng, chỉ vào hai chiếc vương tọa đặt ở nơi cao nhất, cất lời hỏi thái âm đại nhân Hắc Phong Quốc. Đây là vương tọa của đại vương và phong vương. Không biết từ tướng quân hỏi vậy là có ý gì? Thái âm đại nhân cũng bước ra khỏi hàng, hỏi ngược lại. Ta đang muốn hỏi đại nhân, vì sao hai chiếc ghế này lại được đặt như vậy? Tử Uyên vẫn nói bình tĩnh rõ ràng, đôi mắt của y lóe lên tia sáng nhìn chằm chằm vào thái âm đại nhân thì ra hai chiếc vương tọa kia mặc dù có cùng kiểu dáng kích cỡ nhưng một cái thì được đặt ở chính giữa một cái thì lại được đặt ở vị trí bên phải thấp hơn phong vương và đại vương đã có hôn ước sau này tức sẽ là vương hậu của nước ta thần sắp xếp theo địa vị của vương và hậu xin hỏi có gì không hợp lý thái âm đại nhân hiển nhiên đáp đại nhân Xin đừng quên Phong Vương là vương của Bạch Phong Quốc. Dù ngài có hôn ước với tức vương thì vị trí của ngài vĩnh viễn không hề thay đổi. Ngài vẫn là người đứng đầu một quốc gia, địa vị ngang hàng với tức vương. Tu Kiểu Dung đang đứng ở cuối hàng tứ tư tướng, đột nhiên tiến lên trước gấp gáp nói, khuôn mặt đỏ bừng không biết là vì xấu hổ hay là vì tức giận. Nam là trời, nữ là đất. Đây là lễ chế từ xưa tới nay. Phong vương đã là thê tử của đại vương, tự khắc phải tuân theo đạo phu thê. Thái luận đại nhân của Hắc Phong Quốc cũng tiến lên nói. Phong vương và tức vương còn chưa cử hành hôn lễ, tất nhiên ngài vẫn còn là thượng khách của Hắc Phong Quốc. Lẽ nào tôn chủ khi dễ khách là đạo đại khách của các người? Lâm cơ cũng bước lên một bước, gắt gao nhìn thái âm đại nhân của Hắc Phong Quốc. Phong vương là nữ tử. Thái luận đại nhân vừa mở miệng nói chưa hết câu, lập tức có một thanh âm rõng rạc vang lên cắt lời hắn. Đại vương của chúng ta là nữ thì sao nào? Trình chi bước lên trước hết to thân hình cao lớn tráng kiện của hắn to gấp hai lần thái luật đại nhân nhất thời khiến cho thái luật đại nhân không tự chủ được phải lui về đằng sau nếu luận về văn chương võ công trên thế gian này liệu có mấy người nam sánh ngang tài với tài năng của ngài người cũng là đàn ông tự hỏi xem bản thân có bằng một phần vạn của ngài hay không lúc này không phải là lúc luận văn chương võ công thái âm đại nhân thấy thái luật bị trình chi dọa nạt sợ hãi liền đứng ra nói thay cho gãi thế nhưng y chưa nói xong lại bị cắt ngang vậy xin hỏi thái âm đại nhân muốn luận thứ nào địa vị thanh danh quốc lực quân lực tài lực hay luận về dung nhan phong độ có thứ nào nữ vương của chúng ta không đủ tư cách sánh ngang với tức vương của các người không từ uyên vẫn không nhanh không chậm hỏi cái ngữ khí bình tĩnh của hắn còn khiến người khác không thể chống đỡ hơn so với kiểu ăn to nói lớn ờ việc này thái âm đại nhân không khỏi đưa mắt nhìn về phía sau mong có ai đó tới giúp đỡ có điều tứ tướng của mặc vũ kỵ vẫn đứng yên bất động chẳng thèm liếc mắt lấy một cái để nhìn y cũng tỏ ra không nghe thấy gì hết vì tầm an hầu đứng đầu quan lại thì nhắm mắt điều dưỡng cho qua cũng không quan tâm để ý còn các vị quan lại khác thì khó hiểu nhìn thấy âm đại nhân không hiểu vì sao một người tinh thông lễ chế như y hôm nay lại có hành động sơ xuất như vậy các vị tướng quân nhâm Xuân vũ đang đứng trong hàng bất chợt bước ra nho nhã lễ độ thi lễ với bốn vị tướng phong vân kỵ ôn hòa nói thái âm đại nhân của chúng tôi hôm nay căn cứ theo nghi lễ vương và hậu của vương thất để bày tỏ lòng mong ước của phong vương và tức vương phu thề đồng lòng hai nước bạch phong hắc phong nhân diệm song vương gắn kết mà hòa hợp thành một nước tuy hai mà một vinh nhục cùng hưởng còn có y nói tới đây thì hơi dừng lời ánh mắt đảo qua bốn vị tướng đang sừng sững trước mặt thoáng mỉm cười nhẹ nhàng Do đó, Thái âm đại nhân chưa cân nhắc đến cử chỉ xa cách của các vị tướng quân. Các vị nhất quyết cho rằng hắc phong quốc ta vô lễ bất kính với phong vương, Thường làm tổn hại tới hiệp ước liên minh hữu nghị giữa hai nước, còn làm tổn thương tới tâm nguyện cầu chúc cho tức vương và phong vương hạnh phúc đến răng lăng đầu bạc của toàn thể dân chúng. Người, người, người! Chỉnh chi nghe vậy thì không hỏi giận dữ lắp bắp người người nửa ngày, cũng không nói ra được lời nào hắn giận đến mức giơ ngón tay chỉ thẳng vào cái tên mang bộ dáng văn nhân hận không thể đấm y chết luôn vừa cho y nói mấy câu y đã biến bọn họ từ có lý thành vô lý trình chi tự uyên tiến lên giữ chặt trình chi tránh để hắn nóng nảy sinh kích động liếc mắt nhìn kẻ thoạt như văn nhân vô hại kia trong lòng thầm sinh cảnh giác tiểu nhân cửu vi thỉnh giáo thái âm đại nhân một vấn đề Kiểu vi đứng phía sau tứ tướng bỗng nhiên đứng ra cúi người nói với thái âm đại nhân hắc phong quốc không dám xin mời thái âm đại nhân hả hy đáp lễ xin hỏi đại nhân người đứng đầu đông triều đế quốc là ai kiểu vi nho nhã lễ độ hỏi đương nhiên là hoàng đế bệ hạ thái âm đại nhân không chút nghĩ ngợi đáp không hiểu vì sao tên này lại có thể hỏi một vấn đề đến trẻ em ba tuổi cũng biết thế xin hỏi giới hoàng đế là ai kiểu vi tiếp tục hỏi tất nhiên là hoàng hậu thái âm đại nhân đáp vậy dưới hoàng hậu là ai cửu vi hỏi tiếp chư vị hoàng tử công chúa thân vương và các vương hầu thái âm đại nhân lại đáp vậy xin hỏi năm đó công chúa ỷ ca được gả tới hắc phong quốc tiên vương đã sắp xếp vị trí cho ngày ấy như thế nào cửu vi mỉm cười nhìn thái âm đại nhân nói công chúa ỷ ca là công chúa hoàng thất đương nhiên địa vị cao hơn vương tôn công chúa của các nước chư hầu vì vậy được xếp ngang hàng với tiên vương Thái âm đại nhân nhanh chóng trả lời Nói xong lại phát hiện có điều gì đó không ổn Vậy tôi xin hỏi đại nhân Thân phận của phong vương Tức vương và công chúa ỉ ca Năm xưa có gì khác biệt Kiểu vi nhìn thái âm đại nhân nói ơ ờ, ờ, chuyện này bọn họ Thái âm đại nhân có chút do dự Thái âm đại nhân Là trưởng quan nghi chế của một quốc gia Chắc chắn phải là người hiểu rõ Về lễ nghi nhất Chẳng lẽ người cũng không biết địa vị và thân phận của phong vương Và tức vương thế nào sao Kiểu vi tiếp tục hỏi dồn ừ, Phòng vương Thái âm đại nhân giơ tay lên long mồ hôi trên chán Liếc trộm qua nhâm xuyên vũ Có điều không nhận được ám hiệu gì của y Đành phải cắn răng nói Phòng vương và tức vương Đều là vương của các nước chư hầu Địa vị chỉ xếp sau hoàng đế và hoàng hậu Trên bách quan Ngang hàng với chư tôn hoàng tử công chúa Thân vương của đế quốc Ô Kiểu vi dường như đã hiểu ra điều gì Khẽ gật đầu rồi khom người nói với thái âm đại nhân đa tạ thái âm đại nhân đã chỉ điểm sau đó y quay lại nhìn bá quan và các vị tướng hai bên thì lễ nói các vị đại nhân các vị đã nghe rõ lời của thái âm đại nhân vừa nói rồi chứ đã nghe rõ không đợi người khác trả lời trình chi lập tức cao giọng hưởng ứng cửu vi cười cười mâu quang chuyển sang nhâm xuyên vũ vô cùng nhã nhặn nói những nghi lễ lớn của quốc gia đều là do thái âm một nước chủ trì mà thái âm đại nhân cũng phải là người hiểu rõ các nghi chế nhất không biết vì sao hôm nay lại phạm sai lầm to như thế này chuyện này thật khiến người ta hoài nghi phải chăng có người cố ý mượn nghi lễ đính hôn của song vương để ly gián tình hữu nghị giữa hai nước thanh âm của y không to không nhỏ không vội không hoãn để cho mỗi người ở đây đều có thể nghe thấy rõ ràng chính xác trình trì lại là người đầu tiên tán thưởng xin hỏi thái âm đại nhân người thật không muốn song vương gắn kết không hy vọng hai nước liên minh hay sao tự uyên bức ép thái âm đại nhân ờ không không đự, đương nhiên là không phải thái âm đại nhân bị chụp đầu liền không dám làm gì nữa vội vàng biệt bạch đang lúc này chợt có tiếng lanh lành của nội thị vang lên đại vương giá lâm sau một tiếng hô dài tất cả mọi người trên đài vũ lâm đều quỳ xuống đất cung nghênh những người đang giằng co cũng vội vàng cúi đầu quỳ xuống Lan Tức và Tích Vân cùng bước trên những bậc thềm tiến tới đỉnh đài. Xung quanh là những công nhân cầm đồ nghi trượng, lọng tre, cờ quạt. Khi cả hai người bước lên tầng cao nhất, thì chợt nhìn thấy những đại thần và tướng lĩnh vốn đang quỳ hai bên, lại quỳ chính giữa đài, giống như là muốn cản đường bọn họ. Hai người nhìn nhau, sau đó dừng lại, quay người xuống đối diện với ngàn vạn thần dân tướng sĩ bên dưới. Bình thân, hai giọng nói rõ ràng cùng đồng thời vang vọng. Ta đại vương, Thần dân và tướng sĩ dưới đài dập đầu, tiếng hô đáp lại chấn động bầu trời. Cả hai người quay lại thì thấy những đại thần và tướng quân có địa vị cao nhất vẫn còn đang quỳ trên mặt đất, thì không khỏi cùng nói: "Chư vị cũng bình thân." Các đại thần và tướng quân của Hắc Phong quốc đều đứng lên, chỉ còn lại Thái âm, Thái luật đại nhân của Hắc Phong quốc và tứ tướng Phong Vân Kỵ của Bạch Phong quốc vẫn còn quỳ mãi dưới đất không chịu đứng dậy. Lăng Tức liếc nhìn Tích Vân thắc mắc, Tích Vân cũng quay mặt nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu chuyện gì tử uyên tích vân thản nhiên gọi một tiếng tử uyên ngẩng đầu lên vẻ mặt nghiêm túc bảo đại vương lấy hôn nhân làm chứng lấy liên minh làm tín dựa vào cái gì mà hắc phong quốc khinh ta tích vân nghe vậy thì ngẩn người ánh mắt nhìn xuyên qua bọn họ hướng về vị trí hai chiếc vươn tọa đặt cao cao trên thải kia bỗng nhiên hiểu ra trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt nhạt quay đầu lại nhìn lan tức rồi nói với tử uyên tử uyên nghi thức sắp bắt đầu rồi ngươi còn không mau lui về vị trí Lời này chỉ thản nhiên nhưng lại chất chứa đầy vương uy. Tư tướng Phong Vân Kỵ nghe vậy cũng không nhiều lời, lập tức quay về vị trí cũ. lan tưng đảo mắt qua những đại thần và tướng quân hắc phong quốc, chỉ thấy những người này đều cúi đầu tránh đi. Thái âm đại nhân, Lan tức ôn hòa gọi, vẫn cười ung dung tao nhã. Có thần, Thái âm đại nhân liền bước ra khỏi hàng, trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Không biết lời người kia nói có đáng tin hay không, đại vương thật sự sẽ không trách mình bỏ một chiếc ghế đi lan tức quay đầu nhìn tích vân vương tọa này đủ rộng ta và phong vương có thể ngồi chung dạ thái âm đại nhân thở phào nhẹ nhõm may mắn là đại vương không truy cứu người nọ quả nhiên đoán không sai y lập tức xoay người chỉ huy thị hầu bỏ một chiếc vương tọa binh lính và dân chúng giới đài không biết trên đài đang diễn ra chuyện gì bọn họ chỉ gần đầu trong đợi nghi thức thư ước của hai vị vương rốt cuộc thái âm đại nhân cũng cất tiếng hô nghi thức bắt đầu nhất thời tiếng nhạc vang lên lời nhạc ung dung thanh lịch trang trọng cao cả thể hiện hết phong phạm tôn quý của vương thất các công nhân nội thị cầm trong tay bút vàng thư ngọc từ từ bước lên đài cao trong tiếng nhạc nội thị quỳ xuống trước vương tọa dâng giấy và bút viết thư cho song vương song vương chấp bút cùng lúc viết hai hàng chữ dài trên nền giấy đỏ tiếng cổ nhạc dừng lại thái âm đại nhân của hai nước đồng thời đọc quốc gia chia cắt dân đau thương làm sao có thể thành ra dọn sạch cửu châu thành lọc thế giới chính là ngày đại hôn của ta thái âm đại nhân vừa cất lời trên dưới đài vũ lâm đều yên lặng lắng nghe thật lâu sau một chàng vỗ tay tuôn ra như sấm trong tiếng vỗ tay song vương cùng nắm tay nhau bước xuống đài quan sát ngàn vạn con dân và tướng sĩ bên dưới vẫy tay thăm hỏi đại vương vạn tuế cầu cho song vương bách niên giai lão cầu cho hai nước phồn vinh hương thịnh thiên thu vạn tuế vào lúc hai thân ảnh xuất hiện trên đài, ngàn vạn tướng sĩ, thần dân đều quỳ xuống đất cung chúc, tiếng chúc phúc hoan hô vang vọng đến chín tầng trời. Khoảnh khắc ấy, lòng dân cuồn cuộn, nhiệt huyết sôi trào, khoảnh khắc ấy, nhân dân tướng sĩ hai nước đều chân thành kính phục hành động vĩ đại đặt quốc gia lên đầu, sau mới đến gia thất của song vương, khoảnh khắc ấy, mọi người đều nguyện vì vương mà dấn thân vào núi đào biển lửa nhưng tất cả mọi người đều không nhìn thấy. Trong nụ cười tao nhã thận trọng của phong vương, hàm chứa một tia mỉa mai. Trong nụ cười ung dung bình tĩnh của tức vương, ẩn giấu một sự lạnh lùng. Khi hai người vừa chạm tay nhau, màu quang gặp gỡ, cả hai đều cảm thấy bàn tay của đối phương lạnh lẽo quá mức. Lạnh tựa như hàn băng. Đại vương vạn tuế, đại vương vạn tuế. Tiếng hô to như núi, tiếng bái lạy không ngừng. Thế nhưng, những thanh âm gieo hò này là vì ai? Về mặt đại thần và tướng quân hai nước cũng khác nhau. Có người thật lòng vui vẻ trước sự liên kết giữa hai nước. Có người thì nhíu mày ẩn giấu sự lo lắng. Có người hững hờ như đã biết trước từ lâu. Còn có người chỉ cười khanh khách giấu giếm tâm tư khác. Rốt cuộc là ngươi đang làm gì? Kiều Cẩn đứng đầu tứ tướng Hắc Phong Quốc cúi đầu nói với Nhâm Xuyên Vũ đang nhìn không chớp mắt vào phía trước. Dùng thanh âm chỉ có bốn người bọn họ mới có thể nghe thấy. Đúng vậy, ca ca. Huỳnh có ý gì? Nhâm Xuyên Vân cũng quay đầu hỏi ca ca của hắn Ta chẳng qua chỉ muốn đại vương biết một chuyện Nhâm Xuyên Vũ khẽ cười Ánh mắt lóe lên một tia suy tính Kiều Cẩn nghe vậy liếc hắn một cái Sau đó thản nhiên nói Đừng có mà tự mang đá đập vào chân Lời nói thản nhiên của hắn rõ ràng có ý cảnh cáo Biết gì cơ Sao lại thế Ta đã muốn thì sẽ phải làm được Nhậm xuyên vũ liếc nhìn Kiều Cẩn cười nhạt nhạt sau đó quay sang bộ vỗ đầu để 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 không cần phải biết y vừa dứt lời một ánh mắt sắc bén như băng kiếm phóng tới bên cạnh làm y thoáng rùng mình y quay lại nhìn thì thấy ánh mắt sắc bén kia đã biến mất chỉ còn lại một khuôn mặt bình thường đôi mắt thản nhiên ẩn chứa linh khí mà ở phía trước song vương sắp bắt đầu nghi thức điểm binh phong tướng đây là nghi thức làm cho thần dân hai nước sụp sôi nhiệt huyết giấy lụa bằng ngọc trắng như tuyết bút lông dài làm từ trúc tím Màu mực như làn khói nhuộm trên trang giấy. Nàng sắn tay áo để bút, thản nhiên vạch vài đường, nhẹ nhàng vẽ vài nét, nhàn nhạt, nhạt điểm tô, khẽ bôi bôi chấm chấm. Những nét bút như mây bay, nước chảy lưu loát sinh động, thoải mái tự nhiên rơi vào trang giấy. Chỉ nửa khắc sau, một hình ảnh nam tử vẫn trang phục ngắn hiện lên trên mặt giấy, lưng đeo trường kiếm, người hiên ngang như trúc, tư thế oai hùng cao lớn, thật hiếm có trên thế gian. Có điều, lại thiếu đi một đôi mắt anh tuấn. Cây bút trúc tím khẽ rừng Một lát sau lại được hạ xuống mặt giấy Nét bút tinh tế tỉ mỉ vẽ ra một đôi mắt Một đôi mắt như trong giấc mộng Vẫn khiến cho nàng đau đớn hàng đêm Tịch nhi Đừng vẽ ánh mắt như vậy Một tiếng thở dài trầm thấp vang lên phía sau lưng nàng Bàn tay gầy gò của ai đó bắt lấy cây bút trúc Nàng lặng lẽ vươn tay trái Đẩy bàn tay đang giữ cây bút ra Tay phải vẫn gắt cao Nắm chặt lấy bút Ngoài bút rất khoát chấm vẽ một đôi mắt tuấn tú con người màu đen nhạt. Nàng thu mút, ánh mắt trong suốt kia như đang sống lại, muốn nói nhiều điều với người trước mắt. Tịch nhi, muội tội gì phải như vậy? Cửu vi thở dài thật sâu. Muội đã tự tay giết chết huynh ấy. Tích văn cầm chặt cây bút trong tay, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng tựa như tơ liễu bay bay trong gió, mỏng manh mờ mịt lại cực kỳ rõ ràng, từng chữ từng chữ thốt ra. Tự tay muội đã bắn chết doanh châu. Huynh ấy, ánh mắt của huynh ấy vĩnh viễn muội không thể nào quên được. cửu vi nhìn người trong tranh, nhìn ánh mắt của người ấy, một ánh mắt vừa có chút tiếc nuối, lại vừa như đã được giải thoát, vừa có vẻ vui mừng, lại vừa có chút buồn bã đau đớn. ánh mắt ấy thật mâu thuẫn khổ sở, không muốn xa rời chăm chú nhìn người trước mặt. tịch nhi quên đi. cửu vi có chút bất lực thở dài, đặt hai tay lên vai tích vân, lưng mang theo ánh mắt thế này, muội làm sao đi tiếp được? muội sẽ không quên tích vân nhìn chăm chú vào đôi mắt chất chứa trăm ngàn lời nói chẳng qua có những thứ đành phải từ bỏ nàng vừa dứt lời không hề do dự đặt bút xuống giá nàng quay đầu nhìn cửu vi nhìn thấy nỗi lo lắng trong ánh mắt hắn khẽ mỉm cười đưa tay vuốt ve hàng mày đang cau lại của người trước mặt cửu vi biểu tình này thật là không hợp với huynh đâu cửu vi nghe vậy chỉ cười nhẹ nhàng nụ cười dũng bỏ hết tất cả lo âu khuôn mặt trở về vẻ bình thường mà ẩn chứa linh khí đôi con người, người tuy không lớn nhưng lại như có thể nhìn thấu thiên địa huyền bí. Tịch Vân cũng nhìn hắn cười nhàn nhạt, nhạt, quay đầu ngoái nhìn lại phía sau, giơ tay lấy nửa chiếc mặt nạ thanh đồng bên cạnh bức họa, nhẹ nhàng mơn trớn vết nứt trên đó, ngón tay chạm vào vết máu còn lưu lại chưa được lau đi. Ánh mắt nàng di chuyển từ bức tranh đến chiếc mặt nạ, rồi từ chiếc mặt nạ nhìn xuống bức tranh, sau đó rời về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt bay đi thật xa, xa đến mức không thấy bến bờ ra đến mức khiến người bên cạnh nàng cũng không thể nào nhìn thấu được suy nghĩ. Cuối cùng Tích Vân cũng buông chiếc mặt nạ xuống, cuộn lại bức tranh đã in hẳn vết mực từ lâu. Dùng một giải lụa trắng cột lại, bỏ vào một chiếc cột gỗ đàn cùng với nửa mảnh mặt nạ, khóa chặt lại. Kiểu Vi, Huynh nói xem, song vương có thể chung bước không? Giọng nói của Tích Vân vang lên đạm nhạt, giống như chỉ thuận miệng hỏi một câu. Không biết, một lát sau Kiểu Vi mới đáp lời Thanh âm thập phần nhẹ nhàng chậm rãi a à, Tinh Vân nhẹ nhàng cười Quay đầu nhìn Kiểu Vi nói Nhưng muội biết Thanh âm ấy trong trẻo nhưng lại lạnh lùng Bề mặt của nàng thật tĩnh lặng ung dung Ánh mắt bình thản không gợn sóng Kiểu Vi lần đầu tiên nhìn thấy Một tích vân bình tĩnh vô cảm như vậy Hắn thật sự đã thấu hiểu Chiếc hộp gỗ kia không chỉ khóa bức tranh Và mảnh mặt nạ của Yến Doanh Châu Mà còn khóa thêm một thứ gì đó thật quan trọng Để từ giờ phút này trên thế gian chỉ còn lại một nữ vương Bạch Phong Quốc, Phong Tích Vân. Kiểu Vi, Huynh không cần lo lắng đâu. Tích Vân mỉm cười Vân Đạm Phong khinh, nét mặt không chút yêu phiền. Mặc kệ con đường phía trước thế nào, Phong Tích Vân muội hậu duệ của Phượng Vương sao có thể dao động. Kiểu Vi lặng lặng nhìn nàng thật lâu, trên khuôn mặt bình thường của hắn dần dần sinh ra biến hóa, vẻ mặt như hững hờ trong dĩ vãng đã tan đi, thay vào đó là một vẻ mặt cố chấp kiên định với ý niệm trong lòng, đôi mắt ẩn lên một tia linh khí và trí tuệ bước người. Tuệ Nhi, bất luận có ra sao, huynh cũng sẽ ở bên cạnh muội. Ừ, Tinh Vân mỉm cười gật đầu, giơ tay mở một chiếc hộp gỗ dài chừng ba thước đang đặt trên bàn. Bên trong là một thanh bảo kiếm, nàng cầm kiếm lên, khẽ vuốt về thân kiếm. Năm đó Thủy Đế ban tặng cho bảy vị tướng mỗi người một thanh bảo kiếm. Đây là phượng ngân kiếm mà ngài đã ban cho quốc tổ phượng vương. Giàng sờn như họa, khói báo phai màu, chiến tranh anh hùng lênh đênh tranh chủ tích vân chậm rãi ngâm một câu tay rút ra bảo kiếm ỷ thiên vạn lý cần trường kiếm múa giữa đêm thề vá trời khi ngâm đến chữ trời kiếm quang chợt lóe sáng như cầu vồng kiếm khí dày đặc như nước trong hồ băng trong nháy mắt kiểu vi không tự chủ được phải dùng mình trên vỏ kiếm màu xanh có khắc hình một con phượng hoàng dương cánh hai mắt phượng hoàng khảm hồng ngọc tựa như phượng hoàng hút máu ngạo nghễ nhìn xuống thế gian vạn vật thân kiếm tựa như một làn nước mùa thu trong vắt Trên giữa lại lộ ra một luồng ánh sáng đỏ tinh tế ánh sáng đỏ này đường lúc dơ lên đã tạo ra nhiều vệt màu đỏ trong không khí muội vốn không định dùng phượng ngân kiếm nhưng mà tích vân cầm bảo kiếm trong tay đầu ngón tay khẽ gẩy một thanh âm trầm trầm phát ra từ thân kiếm trong chiến tranh anh hùng hậu duệ của phượng vương sẽ phải dùng đến phượng ngân kiếm chương 35 khởi đầu So với những việc lớn lao mà Tân Vương Bạch Phong Quốc phải trải qua sau khi đăng vị, thì thế cục Hắc Phong Quốc khá bình ổn. Ngoại trừ vài vị lão thần chức danh không cao xin tử quan, thì còn lại các triều thần của Hắc Phong Quốc vẫn không có gì thay đổi nhiều. Tại Điện Chiêu Minh, những nhân tài vẫn đứng đầy mỗi ngày. Hơn nữa, sau khi đăng vương, Tân Vương đã phong thưởng cho quần thần, đồng thời đại xá thiên hạ, khiến thần dân cả nước đều cảm tạ công đức, nguyện một lòng tận chung với Tân Vương. Tầm An Hầu ngẩng đầu nhìn tòa cực thiên cung trước mặt cung điện này vốn là nơi thủy tổ mặc tuyết lan vương phong cực sống vào lúc tuổi già bởi vậy cả cung được xây dựng theo kiến trúc u tĩnh tao nhã trải qua nhiều niên đại được các quốc chủ trùng tu vì thế mà cực thiên cung đã to lớn chẳng kém gì hoàng cực cung sau khi tân vương đăng vị chẳng biết tại sao mà ngài lại không dọn vào trong hoàng cực cung vì đây vốn là nơi ở của các quốc chủ nhiều đời trước trái lại ngài chuyển hẳn vào trong cực thiên cung có người nói Tân Vương muốn cải tạo hoàng cực cung thành vườn trồng lan. Cơ mà, hoàn lan trong hắc phong quốc còn chưa đủ nhiều hay sao? Tâm tư người này. Ôi cha, thật khó dò. Ông không tự chủ được giơ tay bóp chán, khẽ thở dài. Chẳng lẽ mình đã già thật rồi? Cũng đã đến lúc... Ông cất bước vào cửa cung, chưa kịp thông báo đã thấy tổng quản nội vụ kỳ nguyên vội vàng chạy tới. Hầu ra, đại vương ở Đông Điện. Kỳ nguyên cung kính hành lễ với tầm an hầu đa tạ kỳ tổng quản tầm ăn hầu chắp tay đáp lễ hầu ra ngài đừng làm khó tiểu nhân Kỳ nguyên hoảng sợ khom người tránh né Kỳ nguyên lăn lộn trong cung vài thập niên sớm đã luyện cho mình được đôi mắt biết nhìn người vị tầm ăn hầu này là đệ đệ cùng mẹ với tiên vương thân phận không thể so sánh với các thân vương khác tiên vương là người bạc tình độc đoán nhưng chỉ giữ một mình ông bên cạnh ân sủng hơn 10 năm không suy tân vương mới đang bị không lâu cũng luôn luôn triệu kiến duy nhất mỗi mình ông ấy. Thần vương, thần tử trong cả triều đình chỉ có một mình tầm an hầu là có vinh dự to lớn như thế. Cho nên, đừng xem thường dáng điệu bình thản không màng thế sự của lão hầu ra. Thực chất ông ta mới chính là người thông minh khôn khéo nhất. Thỉnh tổng quản dẫn đường. Trên khuôn mặt của tầm an hầu hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ôn hòa tỏ vẻ vô hại. Đó là nụ cười chỉ những người nhà họ phong mới có. Hầu ra, mời đi bên này. Kỳ Nguyên vội vàng xoay người đi trước dẫn đường. Hai người vừa bước qua cửa đã thấy tứ vương mặc vũ kỷ và quân sư nhậm xuyên vũ đi tới. Bài kiến hầu ra. Những người đó liền thi lễ với hầu ra. Các vị không cần đà lễ. Tầm an hầu khẽ xua tay. Ánh mắt đảo qua từng người. Ngoại trừ nhâm xuyên văn để lộ biểu tình hưng phấn ra. Thì những người còn lại đều mang vẻ mặt trầm tĩnh. Ánh mắt vững vàng. Ông nhận thấy những nhân vật này dù trẻ tuổi nhưng đã có phong thái đại gia. Bản lĩnh dùng người của kẻ ấy quả thật không phải tầm thường. Đại vương đang chờ hầu ra, chúng thần xin cáo lui trước. Kiều Cẩn đứng đầu tứ tư tướng mặc vũ kỵ khẽ khoang người nói. Chư vị xin có tự nhiên. Tầm an hầu khoát tay nhìn những người đang rời khỏi, ánh mắt cuối cùng của ông rơi vào người nhâm xuyên vũ. Đôi hàng mày bất chợt nhíu lại, sau đó lại giãn ra như bình thường. Hầu ra, đại vương còn đang chờ ngài. Kỳ Nguyên đứng cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở. Ừm, Tầm ăn hầu mặt không đổi sắc, quay người đi về phía đông điện. Khi cả hai đến trước cửa cung, Kỳ Nguyên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quay đầu nói với tầm ăn hầu. Hầu ra, xin mời ngài. Tầm ăn hầu thản nhiên gật đầu, sau đó bước vào đại điện. Cửa điện chậm chậm khép lại phía sau, ánh dương quang ngoài cửa chợt rừng. Chỉ còn ánh sáng từ những viên minh châu treo trên bốn vách tường thạch anh chói lóa, như những tia nắng mặt trời sáng loáng ngoài điện, chiếu rọi rực rỡ cả cung. Tức vương ngồi thật cao trên vương tọa, trông vô cùng tao nhã tuấn giật. Phía trước là một chiếc bàn rộng dài chất đầy tấu sớ, bên cạnh là các trang giấy, thẻ tre, vải lụa ngổn ngang. Ánh mắt tức vương rơi vào trên bức tường bên trái. Trên vách tường có treo một tấm bản đồ vuông dài chừng một trượng, đó chính là bản đồ địa hình của đông triều đế quốc. Thần bái kiến đại vương. Vương thúc xin hãy đứng lên. Lan tức bước xuống vương tọa, giơ tay đỡ thúc phụ của mình ở đây không có người ngoài chúng ta là người một nhà không cần phải dùng những nghi lễ xã giao lão thần đa tạ đại vương Tầm an hầu đứng dậy tạ ơn nhưng vẫn cúi đầu ánh mắt rơi vào một chỗ cách mũi giày ba tấc chẳng biết đại vương triệu lão thần đến đây là có chuyện gì Bàn ghế lan tức không đáp mà chỉ nhàn nhạt, nhạt ra lệnh tức khác có nội thị mang một chiếc ghế tới đa tạ đại vương Tầm An Hầu cũng không khách sáo, tự do tự tại ngồi xuống. Nội thị lặng lẽ lui về một bên, trong điện phút chốc trở nên tĩnh lặng. Làn Tức lặng lặng nhìn Vương Thúc đang ngồi trước mặt, nhớ lại vị thúc phụ này từ xưa tới nay, làm chuyện gì cũng ít công không hơn. Đối nhân xử thế cũng vừa đúng, quả nhiên qua nhiều năm như vậy. Phụ Vương xử trí không ít thần tử, Vương Hầu chẳng dám tin tưởng một ai, thế nhưng chỉ có mình ông ta vẫn yên bình ngồi trên vị trí cao ngất. Tầm ăn hầu lặng lặng nhìn mũi, nhìn lòng bàn tay của mình, trông có vẻ rất bình tĩnh thản nhiên. Trong đầu ông đang suy nghĩ, bao giờ dâng tấu sớ trong tay lên thì thích hợp nhất. Tuyên chiếu Thanh âm của Lan Tức vang lên nhẹ nhàng giữa đại điện rộng lớn. Vâng, nội thị đứng một bên nhanh chóng bước lên, mở chiếu thư trong tay ra, cất giọng nói lớn. Tầm ăn hầu phong ninh nghe chỉ. Tầm ăn hầu ngẩn người, còn chưa nói gì mà, sao đã tuyên chiếu rồi. Chiếu thư đó có nội dung gì? Ông thoáng nghĩ một chút nhưng vẫn đứng lên quỳ xuống đất. Thiên hạ ngày nay, binh loạn không ngừng, tai họa liên miên. Quân không được an quốc, dân không thể an già. Ta đời này chịu ân đế tự phải hồi báo. Ta nguyện dốc hết quốc lực, phạt loạn thần để yên lòng quân chủ, quét nghịch tặc để yên lòng nhân dân, mặc cho đao kiếm phong hàn, thiên địa trông gai. Nhưng để cửu châu được yên bình, ta dù máu chảy đầu rơi cũng chấp nhận. Rằng, nước không thể một ngày vô chủ, ngày ta rời quốc gia xin ủy thác cho vương thúc tầm an hầu nắm toàn bộ quốc sự bách quan tuần lệnh hả tại sao lại như vậy tầm an hầu đang quỳ lập tức ngẩng đầu lên không quan tâm tới biểu tình kinh ngạc của mình đã rơi vào mắt người khác ông chỉ muốn biết vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy dựa theo suy nghĩ của ông ông cho rằng vị điệp nhi đại vương này sẽ hàn huyên vài lời với mình hỏi thăm thân thể sức khỏe của ông hỏi han bài vấn đề về huynh đệ họ hàng, sau đó thuận miệng nói về việc triều chính. Còn ông thì sao? Tất nhiên là vừa đáp vừa thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, tỏ vẻ mình đã già cả ốm đau bệnh tật. Khi trả lời thì cố sức, nói năng không rõ, nói trước quên sau. Không thì lặp lại những lời mình đã nói. Với cái bộ dáng già cả hồ đồ, cho dù đại vương có chán ghét nói vài câu có lệ, hay cảm thông nói vài lời an ủi thì ông đều tự trách vài tiếng, hoặc hối tiếc trả lời mơ hồ, rồi đợi nhận được sự khoan dung của đại vương. Đương nhiên, ông sẽ lập tức lấy từ trong tay áo ra một tấu thư tử quan nóng hổi, nhân tiện nhỏ vài giọt nước mắt già nua lưu luyến. Cuối cùng, ông sẽ được đại vương chuẩn chiếu bàn thưởng ít nhiều của cải để cáo lão hồi hương. Trở về, tầm an hầu phủ dưỡng già, hưởng niềm vui thú của lão thần. Sau đó, tất cả những phong bà bạo táp sẽ không còn dính líu gì tới ông nữa. Thế nhưng, Thế nhưng vì sao lại hạ chiếu như vậy? Vương chỉ không thể thoái thác, cũng không thể chối từ. Tầm an hầu, còn không mau tiếp chỉ tạ ơn. Thanh âm lanh lành của nội thị vang lên. Lai tỉnh hầu ra như đang ngây người bởi ân sủng to lớn. Không biết lúc này giả bộ ngất xỉu thì có trốn được không nhỉ? Tầm an hầu thận trọng, ngước mắt, lén nhìn vị điệt nhi. Nhưng ánh mắt của ông vừa chạm phải cặp mắt đen láy như ngọc của hắn. Trong lòng liền vang lên một tiếng ầm sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ôi, trừ phi bây giờ chết thật, nếu không thì cho dù có 36 kế 72 phép thần thông cũng không thể lừa cái kẻ đang ngồi trên vương tọa kia. Thần lãnh chỉ tạ ân. Tầm an hầu rốt cuộc cũng đưa tay nhận chỉ, ánh mắt cam chịu, liếc nhìn người ngồi trên vương tọa. Vương thúc, sau này phải nhờ người hao tâm tổn trí nhiều rồi, hắc phong quốc ta giao phó lại cho người. Lan tức khẽ cong môi tào nhã nở một nụ cười hoàn mỹ, đôi con ngươi đen như mực phát sáng rực rỡ quan sát vương thúc ở đối diện đang bất chấp lễ tiết nhìn chăm chăm vào mình ha <laughs> ha tính toán thành công lão cáo giả gian xảo định chuồn kia thật là một cảm giác sảng khoái làm sao thần nhất định sẽ cúc cung tận tụy báo đáp ân sủng của đại vương tầm ân hầu cung kính đáp chỉ là nếu lọt vào tai người cố ý lại thành ra bất phục không cam lòng có những lời này của vương thúc thì ta yên tâm rồi lan tức cười không buồn không lo đôi con ngươi đen lái di chuyển nhàn nhạt, nhạt, mở miệng bảo ta mời vương thúc đến đây còn có một chuyện nữa xin đại vương phân phó tầm ăn hầu rũ mắt trả lời không biết lại còn định sai ông làm gì đây phong vi từ lúc biết ta phải xuất quân ngày nào cũng tiến cung quân lấy ta đòi ta dẫn theo làn tinh tùy ý đảo mắt qua tầm an hầu đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên thành ghế phong vi rất thông minh lành lợi ta luôn muốn bồi dưỡng nó chỉ là vương thúc cũng biết, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, chỉ cần sơ ý một chút thôi là sẽ bị thương hoặc mất mạng. Vi đệ là hài tử mà người thương yêu nhất, cho nên mong vương thúc tìm cách khuyên nhủ nó. Tầm an hầu dừng lại một lúc lâu, sau đó chậm rãi đứng dậy cúi đầu cung kính nói. Chuyện của vương cũng là chuyện của thần. Đại vương không sợ binh hiểm, đích thần lĩnh quân xuất chiến. Huống hồ con trai của thần được ngài tự tay huấn luyện, đây chính là may mắn của phong huy thần làm sao có thể ngăn cản phong vi muốn theo làm tùy tùng của ngài xin ngài hãy thành toàn cho nó để nó có thể tận lực vì ngài vậy à lan tức mỉm cười khẽ giơ tay vuốt cằm thần tình thản nhiên nhìn chằm chằm vào tầm an hầu vương thúc không lo lắng cho an nguy của nó sao phải biết rằng trên chiến trường này xương khô chất thành đống tầm an hầu ngẩng đầu lên liếc nhìn lan tức thần sắc của hai người đều lãnh đạm như nhau sóng mắt ông không hề sợ hãi Sinh tử có số, phú quý tại trời, huống hồ phong vi theo đại vương, đương nhiên nhờ phúc của đại vương. Vạn nhất có chuyện cũng là tận trung vì vương, là vinh dự của lão thần. Phải không? Lan tức rời mắt, từ khuôn mặt tầm an hầu sang bàn tay đang nắm chặt vương chiếu của ông. Đốt ngón tay của ông trắng bạch, cân xanh nổi bẩn bật trên bàn tay. Xem ra, vương thúc cũng có ý cho phong vi theo bổn vương xuất chiến. Là thân vương mà có lòng trung thành như vậy, bổn vương sao có thể không thành toàn xin vương thúc cứ yên tâm ta coi phong vi như đệ đệ chỉ cần có bổn vương ở đây nó tự khắc sẽ bình yên vô sự thần tạ vương ân tầm ăn hầu khom người hành lễ hắc phong quốc yên ổn là lời tạ ơn lớn nhất của vương thúc dành cho bổn vương lan tức đứng lên rời khỏi chỗ ngồi đỡ tầm ăn hầu ngồi dậy nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt chiếu thư của ông thần tất không phụ ủy thác của đại vương tầm ăn hầu dùng mình tay theo phản xạ buông chiếu thư suýt nữa thì làm nó rơi xuống đất ông vội vàng nắm chặt lại trong lòng thầm cười khổ quả nhiên chạy không khỏi đôi mắt người này vậy thì tốt lan tức cười nhàn nhạt bổn vương chỉ muốn nói đến đây thôi nếu vương thúc không còn chuyện gì nữa thì hãy hồi phủ nghỉ ngơi thần xin cáo lui tầm ăn hầu khom người lui ra cửa đại điện mở rộng rồi nhẹ nhàng khép lại vương phất tay cho nội thị lui ra trong đại điện rộng lớn chỉ còn lại một mình lan tức. Những viên minh châu trói mắt vẫn tỏa ra quang mang rực rỡ, tựa như đang khoe khoang sự hào hoa phong nhã với hình ảnh long phượng uốn lượn trên cột trụ đại điện. Không hổ là người công nhà. Tìm chín lỗ, ruột chín khúc. Có tiếng nói giễu cợt phát ra từ phía sau bức rèm tre bên đại điện. Bức rèm được vén lên, tích vân một thân vương bào trắng mút bước ra. Vương thúc của ta là người cực kỳ thông minh, ngay cả tiên vương cũng phải kính trọng ba phần, Lan tức liếc mắt nhìn Tích Vân, sau đó bước đến trước bức tường, nhìn tấm bản đồ đang treo trên đó. Người không yên tâm về ông ấy. Tích Vân hỏi hắn. Có sao? Lan tức quay đầu lại nhìn nàng, chớp chớp mắt. Toàn bộ hắc phong quốc ta đều giao cho ông ấy, còn chưa đủ tin tưởng hay sao? <laughs> tích Vân khinh thường hờ một tiếng, nên mặn hiện lên một nụ cười chế giễu. Bớt giả bộ trước mặt ta đi, nếu ngươi thực sự tin tưởng ông ta, cần gì phải mang theo phong vi, mà nếu như ông ta thật sự muốn tạo phản chỉ một người thì làm được gì? Lan tức không thèm đếm xỉa đến mấy câu chế giễu của nàng, chị cười nhàn nhạt, nhạt có lệ, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: càng triều đại bạch phong quốc của cô bao nhiêu năm qua chỉ có một người kế vị, cho nên vương vị đối với các cô không phải là quyền lực hay vinh quang gì, mà ngược lại là một loại gánh nặng không thể trốn tránh. Hắn chắp tay đứng xoay người nhìn vương tọa thật cao trên đại điện, thế nhưng ở hắc phong quốc bọn ta mỗi khi vương tọa đổi chủ đều phải tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy một mất một con hắn quay đầu nhìn tích vân trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhạt đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo vương thúc hiện nay không có dị tâm thế nhưng khi ta đi rồi hát phong quốc này nằm trong tay lão lâu ngày quen ngồi trên cao ngắm quyền sinh sát trưởng quản vạn dân sẽ không thể tránh khỏi sinh ra cảm giác lâng lâng khiến người ta quên hết tất cả cũng khiến người ta lưu luyến ta mang theo phong vi chỉ để muốn nhắc nhở ông ta phải luôn nhớ một điều chủ nhân của hắc phong quốc này là ai để ông ta đừng quên chính mình cũng để ông ta đừng không thể trở lại được huống hồ lan tức hơi ngừng lại một lúc sau đó ngẩng đầu lên nhìn bản đồ trên tường phòng vì quả thật là có tài ta thật lòng muốn bồi dưỡng nó tích vân nghe vậy lắc đầu thở dài trên đời này không có ai để ngươi tin tưởng lan tức liếc mắt nhìn nàng một lúc lâu sau mới nói hoàn toàn tin tưởng ư như vậy sẽ phải giao sống chết cho người đó Đúng là khó có ai Đầu tháng 7 Năm thứ 18 Tức vương phong vương Lấy danh nghĩa Phạt loạn thần nghịch tặc Phát động 25 vạn binh Tấn công nước bạch vì liên tiếp xâm phạm thể diện đế Cùng tháng Hoàng vương lấy danh nghĩa chấm dứt loạn thế Tẩy sạch thiên hạ Tập hợp 30 vạn liên quân hoàng hoa Chia làm hai đường tấn công vương vực và Nam quốc Phong Vân Kỵ mặc vũ kỵ không phụ tiếng tăm, thấy tiến công trên đường như trẻ tre, chưa đầy một tháng đã đánh chiếm bốn toàn thành của bạch quốc, bực quốc vương bạch quốc chạy đến thành trì cuối cùng thành định. đồng thời liên quân hoàng hoa cũng dồn dập chiến thắng, đại quân kim y kỵ của hoa quốc do tam công tử nước hoa cùng hai tướng xương tuyết của nước hoàng xuất lĩnh đã chiếm đóng hai tòa thành trì tại vương vực trong vòng một tháng, mà hoàng triều thống lĩnh đại quân tranh thiên kỵ tiến vào nam quốc như chỗ không người trong vòng một tháng cũng chiếm liền ba thành trì tại Nam Quốc. Ngày 10 tháng 8, đã gần đến Trung Thu, trăng dần dần tròn, hoa tỏa hương thơm ngát. Thành Thái sau khi bị Hoàng Quốc chiếm đoạt đã che giấu những thương tổn do chiến tranh đằng sau bóng đêm thấp thoáng. Cả tòa thành vẫn yên lặng sừng sững như trước kia, chỉ là ít người nơi đây, nhiều người nơi khác. Dưới ánh đèn đuốc, thỉnh thoảng lóe lên những ánh đao khiến người ta phải giật mình tỉnh giấc. Thành đã bị phá từ lâu, trên tường thành có treo một chiếc kỳ màu tím đang bay phấp phới đứng dưới cổng thành ngước lên nhìn bầu trời đêm vầng trăng sáng treo lơ lửng trên đỉnh đầu chàng khẽ đưa tay bắt lấy nó thế nhưng vầng trăng sáng kia lại chưa đủ tròn thật khiến cho người ta thoáng nuối tiếc chỉ có những vì sao thưa thớt bên cạnh lại dường như không chịu nổi ánh sáng của vầng trăng nhanh chóng thẹn thùng trốn đi mất vô duyên huynh nói xem có phải người tuyết rất đẹp không phía trên tường thành hoàng vũ một thân vận giáp vàng lấp lánh, lưng đeo trường kiếm cất lời hỏi Ngọc Vô Duyên. Để nói tuyết không sao? Ánh mắt Ngọc Vô Duyên nhìn chăm chú và vầng trăng xa xăm trên đỉnh đầu, tùy ý nói. Tuyệt tịnh không linh, đương nhiên rất đẹp. Vậy Huynh nói xem, mấy cô gái mà gặp hắn rồi thì có thích hắn không? Hoàng Vũ lại hỏi, bàn tay hơi nắm chặt chuôi kiếm. Ngọc Vô Duyên nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn Hoàng Vũ, đôi mắt phảng phất như hấp thụ toàn bộ ánh sáng của mặt trăng, quang mang rực rỡ đến trói mắt này đệ đang hỏi huynh đấy huynh nhìn đệ làm gì hoàng vũ bị ánh mắt của chàng nhìn chằm chằm bất chợt cảm thấy không tự nhiên có vẻ như đã bị nhìn thấu tâm trạng ngọc vô duyên nhìn mỉm cười nói hoàng vũ đệ lo lắng cửu xương thích tuyết không phải không làm gì có hoàng vũ theo phản xạ hét lên mắc gì mà đệ phải lo cho cái bà cô xấu xí kia thích ai chứ có liên quan gì đến đệ đâu đệ yên tâm đi Kiểu xương không thích tuyết không Ngọc vô duyên không để ý đến tiếng hét của hắn Khẽ cười bảo Đệ đã nói là đệ không quan tâm Huynh không nghe thấy à Hoàng vũ lại hét ầm lên Không sợ vệ binh trên thành nghe được Kiểu xương là kỳ nữ hiếm có trên thế gian Có rất nhiều người thích cô ấy đấy Ngọc vô duyên quay đầu lại Ngắm vầng trăng to tròn trên trời Vầng trăng này dù chưa hoàn hảo nhưng vẫn không giảm ánh sáng rực rỡ, vẫn óng ánh như xương, kiêu ngạo tung tẩy khắp hồng trần, khiến thế nhân đều ái mộ hướng tới. Huỳnh Huỳnh đang nói gì cơ? Bà cô kia muốn vóc dáng chẳng có vóc dáng, muốn mặt đẹp chẳng có mặt đẹp, muốn khí chất cũng chẳng có khí chất. Nói năng thì thô tục, hành động thì thô lỗ, tuyệt đối không phải là nữ tử. Ai không có mắt mới đi thích bà cô đó? Hoàng Vũ vẫn cố chấp phản bác. Có điều nói xong, câu cuối cùng thì thanh âm càng lúc càng nhỏ, như là đang tự chửi chính mình. Ai thích cô ấy mới là có mắt nhìn người. Rốt cuộc chỉ thấy Ngọc Vô Duyên cúi đầu, khẽ nâng đôi bàn tay. Dưới ánh trăng, đôi bàn tay của chàng sáng bóng như ngọc, thoạt nhìn còn tưởng là bạch ngọc trong suốt, mười ngón tay thon dài hoàn mỹ đến độ khiến cho người ta hoa mắt. Trong nháy mắt, đôi bàn tay kia lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, chỉ trắng ngần hơn bàn tay người thường một chút. Hoàng Vũ không chú ý tới đôi bàn tay của Ngọc Vô Duyên, ánh mắt hắn rơi vào chỗ khuyết trên vầng trăng lấp lánh, chỉ nhìn hồi lâu, đành chấp nhận rằng dù hắn có làm gì đi chăng nữa, vầng trăng kia cũng không thể đột nhiên biến tròn hắn thở dài thật dài, ai ít nhất mình cũng được coi là có mắt không lỗ. ngọc bô duyên nhìn hắn có chút buồn cười lại có chút ảo ước vỗ vỗ vào vai của hoàng vũ. không phải cô ấy và tuyết không đang đánh cược với đệ sao? xem ai có thể tới núi thường mang trước. đương nhiên là đệ à vương huynh của đệ rồi. hoàng vũ buồn miệng thốt lên sau đó nhanh chóng sửa lại. Ừ. ngọc bô duyên nhìn về phía trước. Mọi thứ trong bóng đêm dày đặc trở nên mông lung Dù trăng đã nhô lên cao Nhưng người trượng đằng trước vẫn chìm vào màn đêm đen tối Đỉnh thương mang Hoàng Triều sẽ tới Đương nhiên là Vương Huynh sẽ tới được đỉnh thương mang Hoàng Vũ nói không chút nghĩ ngợi Hắn nhìn người trông giống với tiên nhân dưới trăng Không nhiễm bụi trần Không khỏi có chút nghi hoặc Vô Duyên, Huynh có thích ai chưa? Thích ai? Ngọc Vô Duyên quay đầu lại liếc hắn Ôn nhu cười cười Ai ta cũng thích Không phải mà, Hoàng Vũ lắc đầu, giơ tay lên chỉ vào ngực chàng. Đệ đang nói người trong lòng ấy. Người trong lòng ư? Ngọc Vô Duyên ngẩn ra, một lát sau mới khẽ bật cười. Nụ cười mơ hồ trong bóng đêm, đôi mắt như hội tụ ánh sáng của mặt trăng. Phút chốc trở nên lấp lánh rực rỡ. Chàng hơi cúi đầu, những sợi tóc rơi xuống che đi một nửa khuôn mặt. Áo trắng như tuyết, tóc đen như mực. Khoảnh khắc ấy, trông chàng thật thê lương và tịch liêu, tựa như một âm hồn chập chờn trong bóng tối, mất đi phong thái của một tiên nhân dưới trăng xuất trần. Vô duyên! Hoàng Vũ giơ tay kéo kéo ống tay áo chàng, nhưng chẳng biết vì sao lại buông tay xuống. Hắn muốn gọi chàng một tiếng nhưng không biết phải nói gì. Chỉ biết rằng hắn chưa từng thấy qua vô duyên như vậy. Phẳng vất như hắn đã tự tay cầm dao đâm vào chàng, khiến cho chàng từ một con người vô ưu trên cửu thiên bật đắc dĩ rơi xuống trần thế. Người nhà ngọc gia không có tim, không có tim thì làm sao dám thích người một thanh âm thật rõ ràng bình tĩnh vang lên người kia ngẩng đầu nhìn về phía chân trời những sợi tóc dài bay bay trong gió gương mặt chàng thật vô cảm lãnh đạm không có tim thì làm sao con người sống được chẳng phải đã sớm chết rồi sao hoàng vũ nghe vậy thì không khỏi lẩm bẩm ngọc vô duyên quay đầu lại nhìn hắn nhìn người vừa ngây thơ vừa thông minh đang đứng kế bên sau một lúc lâu mới thản nhiên đáp có lẽ vậy huỳnh nói gì Hoàng Vũ nghe vậy thì trợn mắt. Huỳnh rõ ràng còn sống mà. Hắn đưa tay ra nắm vai người trước mắt, thân thể vẫn còn rất ấm áp. Người nhà Ngọc Sa các huynh được xưng là thiên nhân, lẽ nào các người thật sự muốn vứt bỏ hận ái tình thù trên thế gian, tu tới cảnh giới tiên nhân vô dục vô cầu? Các người không cần những tư tình ái dục, muốn lấy nhân tâm để bảo hộ bách tính sinh linh. Thế Ngọc Sa cũng quá mức vĩ đại rồi. Hắn ngoài miệng thì nói như thế nhưng trong lòng lại thấy khác. Thiên nhân, Người nhà Ngọc Gia có trí tuệ tuyệt vời thiên hạ, thiên nhân. Ngọc Vô Duyên nhẹ nhàng thì thầm tự nói với chính mình, lại tựa như đang nói với những linh hồn từ thời viễn cổ. Chàng giơ tay lên che đi đôi mắt, sau đó không nói gì nữa. Giữa ánh trăng, khuôn mặt chàng đẹp thuần khiết như bạch ngọc, khóe môi hiện lên một nụ cười nhợt nhạt, một nụ cười chua xót hơn cả những tiếng khóc ai oán bi thương, một nụ cười đẹp đến mức khiến cho người ta đau lòng. Giây phút ấy phảng phất như có thứ gì đó bóp nghẹn trong lòng Hoàng Vũ, khiến hắn không thể hô hấp được. Hai mắt cảm thấy đau nhức, vô cùng muốn rơi lệ, nhưng chẳng biết vì sao phải rơi lệ. Người này một thân áo trắng như tuyết, phiêu giật xuất trần, tựa như tiên nhân giới trăng, là người khiến toàn bộ thế nhân ái mộ. Thế nhưng, chàng nhìn như muốn khóc. Rất nhiều năm sau, Hoàng Vũ vẫn không thể nào quên được Ngọc Vô Duyên trong đêm hôm đó. Hắn nhớ lại nụ cười của chàng, nụ cười phảng phất như đã trải qua tịch mịch nghìn vạn năm, đau thương nghìn vạn năm, nụ cười vân đạm phong khinh, nụ cười mà dù qua bao nhiêu năm tháng cũng khiến lòng hắn chua xót tột độ. Mỗi lần như vậy, hắn đều ôm lấy nương tử của mình, nói không đầu không đuôi. Kỳ thật, những người phàm trần như chúng ta còn hạnh phúc hơn thiên nhân rất nhiều. Tại Vương đô Bạch Quốc, tối nay là trung thu, mặt trăng tròn lơ lửng ở phía chân trời, dệt nên những tia sáng bạc trong vắt xuống hạ giới cả thiên địa chìm trong tầng giải ánh sáng mông lung bóng quế lượn lờ hương hoa di độc cảnh dưới sắc tươi đẹp ấy lẽ ra những gia đình phải vui mừng say sưa thế nhưng toàn bộ bạch đô đều vắng đi tiếng cười sau khi bái cầu thần mặt trăng chẳng ai có tâm trạng để cười nói ai ai cũng lo âu không biết bao giờ đại quân phong mặc bất ngờ công phá thành đình vương cung bạch quốc di đạm cung trong đại điện chỉ còn lại một mình Bạch Vương đang chắp tay đứng trước điện thờ, lặng lặng nhìn các bức họa của các triều đại quốc chủ Bạch Thị treo giữa điện. Sau đó nhìn hòn ngọc có đựng sách thư ghi lại công lao sự nghiệp của lịch đại tổ tiên. Sau một lúc lâu, Bạch Vương mệt mỏi nhắm nhìn hai mắt. Có tiếng đẩy cửa nhẹ nhẹ vang lên, Bạch Vương giật mình không khỏi mở mắt. Làng hoa, con lại không nghe lời. Bạch Vương nói như trách mắng, thanh âm lại có chút nuông chiều. Phụ vương, người ở đây làm gì? Một thiếu nữ mặc y phục đỏ rực chạy nhanh vào bên trong, tựa như một đám mây chiều mạnh mẽ, xông tới, khiến di đạm cung đang yên ắng cũng trở nên phân chấn hơn. Mỗi năm trong cung, mới tổ chức thu yến một lần, thế mà phụ vương cũng bỏ không tới, người đang lo đại quân hắc phong công phá thành đỉnh hay sao? Vậy thì đừng đứng đây nữa, chi bằng hãy dẫn quân đến trước thành đỉnh tử chiến với quân hắc phong đi. Mấy vị tổ tiên đã hóa thành cho rồi Người có bái lại nữa thì họ cũng không sống lại Giúp người đánh lui quân địch đâu Làng hoa, không được vô lễ Bạch vương la dày nhưng tất nhiên vô hiệu Huống hồ ông cũng không hề nặng lời Trách móc ái nữ này Thì đúng là như vậy mà Người bái mấy vị tổ tiên này thì có ích lợi gì Chẳng lẽ họ thật sự có thần lực Để ngầm giúp đỡ bạch quốc ta sao Thanh âm của thiếu nữ trong trẻo như chuông bạc trong gió Lại rất êm tai Lời nói không có chút kiêng kỵ Thiếu nữ có tư thái vô cùng xinh xắn lanh lợi, hai hàng mày dài như vầng trăng, đôi mắt hạnh trong veo mọng nước, cô khẽ vành chiếc mũi ngọc, cong đôi môi nho nhỏ xinh xinh, làn da trắng nõn mềm mại thoáng ẩn hiện dưới bộ y phục đỏ rực, trông càng xinh đẹp mỹ miều, thường không hổ danh là lang hoa. Cô tựa như một đóa hoa non nớt trắng mềm, nở giữa dạng mây đỏ, xinh xắn đáng yêu đến độ người thần say mê. Cô chính là ái nữ được Bạch Vương sủng ái nhất, lang hoa công chúa Bạch Lang Hoa. Lang Hoa, Bạch Vương hết cách đứng nhìn con gái, ông không thể nào thật sự nghiêm khắc được với ái nữ ông thương yêu này. Sao con còn chưa hồi cung nghỉ ngơi, chạy tới đây để làm gì? Trăng tối nay đẹp vậy mà chả có ai ngắm, ai ai cũng lo sợ chẳng có gì vui. Lang Hoa bĩu môi, "Phụ Vương, bệnh Quốc ta cũng có hơn 10 vạn hùng quân, sợ gì Hắc Phong Quốc, người cũng không cần cầu khấn những vị tổ tiên kia nữa, chỉ bằng phái nữ nhi đến thành đỉnh đi." Nữ nhi nhất định sẽ đẩy lui quan phong cái con bé này Bạch Vương nghe vậy thì không khỏi cười nhạo Nhìn ái nữ nhao nhao lên đòi đi chiến đấu Trong lòng ông cũng cảm thấy vui vẻ một chút Đúng là nghe con không sợ cọp Chỉ là một đứa nhỏ làm sao biết dụng binh Chỉ giỏi nghịch thôi Phụ Vương Sao người có thể xem thường nữ nhi? Lang Hoa nghe vậy thì không khỏi ôm lấy cánh tay Bạch Vương Nhòi người ra đằng trước Con tuy là nữ nhi Nhưng từ nhỏ đã tập đao luyện cung Thông thuộc binh thư Tự thấy mình cũng chẳng kém gì mấy vị ca ca huống hồ là nữ nhi thì đã sao công chúa tích vân của bạch phong quốc hàn xương tướng quân thu cửu xương của hoàng quốc chẳng phải cũng là nữ tử ư các cô ấy đều là soái tướng vang danh thiên hạ đó thôi giỏi giỏi lắm làng nhi của ta cũng rất giỏi bạch vương nuông chiều an ủi con gái phụ vương người vẫn thêm thưởng con làng hòa vốn dĩ thông minh sao không nhìn ra thái độ khen cho có lệ của bạch vương cô giơ tay giật giật chòm râu của bạch vương không chịu thả ra nói phụ vương người để nữ nhi dẫn binh đi thành đình đi còn nhất định sẽ không để người thất vọng làng nhi đừng có hổ đồ ông kéo đôi tay trắng trẻo của cô xuống nghiêm túc nói con cho rằng cuộc chiến tại thành đình là trò chơi thiếu nhi hả đó là chiến trường là ai tu la giết người trong chớp mắt có biết không phụ vương làng hoa không nghe theo định cãi lại thì bị bạch vương khoát tay chặn lời về cùng nghỉ ngơi đi bạch vương chỉ nói đơn giản vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc Lang Hoa nhìn sắc mặt của phụ vương, biết có nói gì đi nữa cũng vô dụng, không khỏi cáu giận vùng vẫy bỏ đi. Về thì về, tức chết đi được, ngày mai con lại không thèm ăn cơm nữa. Nhìn ái nữ nổi giận đùng đùng bước đi, nghe mấy câu nói bốc đồng của cô, Bạch Vương không khỏi bật cười. Có điều vừa mới mỉm cười đôi chút, ông chợt nhớ tới chiến sự nơi tiền phương, chợt bất giác cau mày, mà Lang Hoa vừa lao ra khỏi đại điện đã đạp bình bình vào tảng đá trên mặt đất dường như là muốn đạp thủng mặt đất này mới thôi chỉ là cho dù có đạp đến khi bàn chân đau nhức thì tảng đá trên mặt đất vẫn cứ là tảng đá trơ trơ không vì cô là công chúa lang hoa mà biến thành cát bụi cho nên cô đành bực tức duỗi tay ra ngắt hết hoa cỏ hai bên đường vừa ngắt vừa hung hăng ném làm cho con đường chẳng mấy chốc ngập tràn hoa cỏ sơ sát thật quá đáng phụ vương không tin mình mấy ca ca đều đã dẫn binh xuất chiến rồi hai người đến thành đỉnh bốn người đến vương vực chỉ có cô là bị nhốt tại trốn thâm cung ngày ngày uống trà chơi cờ với những phi tử của phụ vương hết sức buồn chán nếu để cho cô dẫn minh cô chắc chắn công chúa lang hoa sẽ không thua gì công chúa tích vân của bạch phong quốc vừa nghĩ tới công chúa tích vân và công chúa thuần nhiên lang hoa vừa cảm thấy bực mình bạch lang hoa tự nghĩ mình từ nhỏ đã rất dễ thương khả ái lớn lên lại càng xinh đẹp như tranh vẽ năm cô 10 tuổi trong điển lễ đại hôn của thế tử ca ca cô bước lên đài lang can trình diễn một điệu múa khuynh đảo ngàn vạn dân chúng từ đó có danh hiệu hoa lang can chỉ cần qua một hai năm nữa cô chắc chắn sẽ càng đẹp hơn đến lúc đó cả đông triều đế quốc sẽ chẳng ai sánh được với một hoa lang can cô thế mà hoa vương nước hoa lại tổ chức một buổi lễ gọi là hội mẫu đơn để chúc mừng sinh nhật của công chúa thuần nhiên sau đó mời toàn bộ vương hầu quý tộc đông triều đến thưởng thức Nghe nói ở hội hoa xuân năm đó, công chúa thuần nhiên xuất đầu lộ diện khiến cho mọi người thất hồn lạc phách, đồn ầm ầm lên, cái gì mà tiên tử mẫu đơn cũng không đẹp bằng ba phần của nàng. Từ đó về sau, tất cả mọi người ở Đông Triều đều tự ý. Phòng cho công chúa thuần nhiên danh hiệu đệ nhất mỹ nhân mà quên mất đóa hoa lang can xinh đẹp là cô. Được rồi, không thể làm đệ nhất mỹ nhân thì cô sẽ nỗ lực đọc sách để giành được danh hiệu tài nữ đệ nhất. Cái đẹp bên trong bền lâu hơn cái đẹp bên ngoài công chúa thuần nhiên đẹp thì có ích lợi gì chỉ là một mỹ nhân ngu ngốc một bình hoa di động nếu làng hoa cô đầy một ngày nào đó làm ra những bài thơ văn tuyệt thế thiên hạ nhất định sẽ trở thành đệ nhất tài nữ nhưng mà cô vừa thoáng bộc lộ chí hướng ấy một chút tứ ca ca liền nói một câu dập tắt ý chí của cô luôn huynh ấy bảo trước cô công chúa tích vân của bạch phong quốc đã sáng tác nên luận cảnh thai thập sách áp đảo trạng nguyên năm đó khi mới 10 tuổi Bây giờ người ta đã mang danh tài nữ đệ nhất thiên hạ rồi. Cô thiệt là nồng cạn quá đi. À, được rồi. Tài nữ thì có cái quái gì hay đâu. Tay chói cả không chặt. Nếu gặp phải cường đạo thổ phỉ thì cũng phải sợ đến tẻ cả gia quần. Mất mặt chết đi được. Cho nên cô quyết định tập võ. Hòng vô số binh thư. Quyết chí là nữ tướng quân vang danh thiên hạ. Tư thế oai hùng hiên ngang. Khí thế bất phàm. Cưỡi chiến mã giết địch bắt giặc. bày binh bố trận trên xa trường công thành chiếm đất mở rộng biên cương, làm nước bạch trở thành cường quốc như nước Hắc Phong và nước Hoàng. Còn cô sẽ tạo nên vô số công huân cái thế, được dựng tượng lập đền thờ như thủy tổ Bạch Vương, được hậu nhân kính ngưỡng, đời đời lưu danh sử sách, vạn thế để lại tiếng thơm, tiền đồ tốt đẹp như nào. Thế mà, một quyển vinh thư cô còn chưa xem xong, lại truyền đến tin phong vân kỵ của Bạch Phong Quốc, đánh bại kim y kỵ của Hoa Quốc, làm thế nhân đều đồn thổi, ca tụng vị công chúa tích vân một tay sáng lập nên phong vân kỵ người ta bảo nàng chỉ huy quân bạch phong chống lại quân hoàng hủy diệt quân hoa tương kế tiệu kế bao vây quân hắc phong trong ủ cốc ba ngày ba đêm truyền thuyết về công chúa tích vân còn chưa hết ở đâu lại chui ra một thu cửu xương của nước hoàng một mình độc lĩnh vạn quân chiếm hai tòa thành trì của nước nam dẫn theo năm nghìn tướng sĩ đoạt hai trăm dặm vùng vương vực màu mỡ ôi không cô không thể nhụt chí càng không thể tự ti hoa thuần nhiên thì có gì đâu chỉ là lớn lên xinh đẹp một chút mà đẹp thôi thì làm được gì chẳng có tài hoa và võ công như phong tích vân còn phong tích vân thì cũng có gì đâu chứ cho dù tài hoa tuyệt thế võ công phi thường nhưng rồi sao nào nàng lại không có dung mạo tuyệt thế như hoa thuần nhiên từ chuyện mọi người chưa từng đàm luận về dung mạo của nàng cũng đủ để chứng minh nàng có dung mạo vô cùng tầm thường nói không chừng còn xấu xí như quỳ dạ xoa cho nên bạch lang hoa cô phải bảo dưỡng dung nhàn xinh đẹp, trời sinh này thật tốt, rồi phải tinh thông thơ văn, giỏi ca múa, chuyên cần luyện võ công, học thuộc binh thư. Cô muốn trở thành người có đầy đủ, dung, tài, võ, đức, trí, nghệ, trở thành một công chúa lang hoa thập toàn thập mỹ. Chỉ là cô ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn sáng rực trên bầu trời, vô cùng u oán thở dài. Có thể trở thành một người hoàn mỹ thế nào đi chăng nữa, thì cô vẫn cứ bị kẹt trong vương cung nho nhỏ bạch quốc này, làm một đóa hoa lang can nho nhỏ, nhỏ còn hoa thuần nhiên nhà người ta vẫn nở mày nở mặt là mỹ nhân đệ nhất đông triều, khuynh đảo chúng nam nhân trong thiên hạ. Mà tiếng tăm của phong tích vân lại càng lẫy lừng hơn, bận luận già trẻ lớn bé khi nhắc tới nàng đều mang vẻ mặt tôn sùng. Hơn nữa trong tứ đại công tử nổi danh thiên hạ thì hai vị công tử tôn quý nhất là Hoàng Triều và Lan Tức, một người đã lấy hoa thuần nhiên còn một người thì đính hôn với phong tích vân. Chỉ có cô, năm nay đã 17 tuổi nhưng vẫn chưa hề gặp một thanh niên tài giỏi, đẹp trai, ưu tú nào, ngoại trừ mấy vị ca ca điên điên khủng khủng tự cao tự đại ở trong cung. Ây, tất cả là tại phụ vương, sao lại yêu thương nữ nhi theo cách như thế, còn nhốt một cô gái xuất sắc như cô tuốt trong vương cung, khiến cô không thể gặp thế nhân, thế nhân cũng không thể thấy cô. Vậy thì làm sao có thể lan truyền mỹ danh, tài nghệ, võ danh, trí danh, nghệ danh của cô ra khắp thiên hạ được? Cho nên, làng hòa nắm chặt tay, ta đã nhẫn nại lâu lắm rồi phụ vương người không cho con đi lẽ nào con không thể tự đi được